này hay ra dễ quá. Một câu nói có từ 2 đến 3 ngôn ngữ thì sẽ như thế nào? Anh bắt em nã cô lại đi. Hoặc là như, điểm cả anh biết. Sao anh chưa tao? Chắc là sẽ có nhiều bạn nghĩ nhỏ này hay ra dễ quá. Nhưng mà thật ra không phải đâu nha mọi người. Tại vì vợ chồng tôi nói chuyện như vậy từ hồi đó tới giờ luôn. Một phần là do là ổng là người Trung Quốc thì ổng qua Việt Nam làm ăn, ổng phải học tiếng Việt. Còn tôi thì hay kèm cặp tiếng Việt cho ổng. Kiểu như là nói xong rồi cái ghép từ vô để mà ổng nghe nghe quen ấy. Thì là ghép từ vô cái riết rồi cái quen luôn. Cái tụi tôi bây giờ cũng nói chuyện với nhau như vậy luôn. Nhiều khi là nó vừa nói tiếng Quảng Đông mà vừa nói tiếng Việt. Hoặc là vừa nói tiếng Quảng Đông vừa nói tiếng phổ thông. Lúc đó não mình nó không có nhảy chữ á, xong rồi cái hả đụng tới từ nào là ghép cái từ đó vô liền. Bởi vậy là nhiều khi tôi nói chuyện với ổng xong rồi cái mấy người khác, cái mấy người bạn ổng người ta đâu có hiểu đâu, nhưng mà tôi với ổng hiểu nha. Riết rồi cái quen á đi nói chuyện với anh ổng á, nhưng mà anh ổng thì không có biết tiếng Việt mà tôi bị liệu á. Tôi bị liệu xong rồi đáng lẽ là phải nói là tôi ví dụ một câu nha. Qua wow, tôi ăn no quá. Thì là phải nói là qua wow, ơi sức khổ bảo à. Nhưng mà tôi không có nói như vậy mà tôi nói là trời ơi sức bảo lắm luôn á.